Xin mến chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm một video cho một bác khách quen. Một bác khách đã lấy hàng ở cửa hàng rất là nhiều lần. Và hôm nay em có xuất cho một combo để ráp thùng loa kẹo kéo ở trong miền Nam. Bác ấy ở trong tỉnh Đồng Nai. Một combo bát 40LG. Các bác, một combo bát 40LG hàng nó rất là đẹp. Khi các bác dựng thùng như này lên, các bác có thể là đủ đi chơi khắp thành phố. Với cấu hình này thì đủ nó đi chơi thì nó sẽ là nguyên cả bộ dàn ở trên một cái tủ máy các bác nhá. Ở trong miền Nam người ta hay chơi cái dòng loa kẹo kéo. Với cấu hình này thì một đôi bát cho các bác tham khảo, đó là một đôi bát 40 của từ 190 côn 76. Với cái phân khúc này thì các bác hát rất là sáng và bát chắc tiếng. Đây là một bộ combo với cấu hình rất là đẹp. Bộ combo này thì em cũng báo giá luôn cho các bác, tất cả chọn gói một bộ combo mà các bác đang xem ở đây. Bát, tép, phễu, phân tần là sẽ có giá là 4 triệu thì Tùng Nguyễn sẽ bao ship cho tất cả các bác. Với cái cặp bát này củ từ 190 và đít bát có đôi 46 cái lỗ. Riêng thằng bát 40LG này thì các bác lưu ý bản này là bản của nó là bản một xương các bác nhé. Bản một xương này về giá bình dân và rất là đẹp. Còn bát này là 2 triệu mốt một đôi các bác. 2 triệu mốt một đôi. Và 2 triệu mốt thì giá tại ở cửa hàng Tùng Nguyễn nha các bác nhé. Mã của sản phẩm là 15AZ350A 500W trên trở kháng 8 ohm. Hàng chính hãng của công ty. Cặp bát này các bác ráp vào loa kéo thì hát cực kỳ tuyệt vời. Đấy, bát chắc tiếng rất là sáng. Với cấu hình này là côn 76. Màng của nó thì là màng đen mờ các bác, màng đen mờ. Đấy, mà loa mới nha các bác nhé. Đến với cửa hàng em chỉ toàn loa mới thôi. Em vừa úp xuống đây thì mới hai cái bẩn nó dính vào thôi. Với cấu hình này màng đen mờ, màng xếp ni lượng sóng, nó chỉ xếp cái đoạn nhạy cảm nhất cho cái màng cứng cáp. Gân con này 3 gân. Đấy, bát 40LG bản một xương các bác nha, các bác lưu ý bản một xương. Và đối với cái đôi tép này, đôi tép của mã là LD253GCF từ 120 côn 4, dòng tép 450 côn dây dẹt nắp nhôm. Đôi tép này thì mình có thể là bắt ốc thẳng vào như này. Còn hôm nay Tùng Nguyễn sẽ làm mẫu một đôi. Khi các bác mà có cái phễu này là phễu bắt ốc đúng không ạ? Mình không thể nào mà kết nối được như này. Thì mình phải tháo cái này ra. Cái này chỉ dành cho những cái phễu nào mà gen xoáy thôi. Đấy. Nếu các bác mua tép này thì em sẽ tặng cho các bác một đôi bích nối nếu mà các bác lắp vào cái phễu gen xoáy. Còn cái phễu này thì là chiều vuông của nó là 18-18 các bác nhé. Phễu của em nó rất là dày. Phễu nó rất là dày và sáng bóng, nó rất là đẹp các bác nhé. Tháo cái ốc ra mình ốp toàn cái phễu này vào đây. Đấy. Đây là phễu vuông 18-18, mình đóng loa kéo mà. Loa kéo từ 120 côn 4, cặp tép này tiếng của nó rất là khỏe, rất là phù hợp với cặp bát 40 côn 76. Và cái bát 40 nhưng lại dựng tép 450 thì nên là Tùng Nguyễn sẽ lên với cặp phân tần có ma là F2A. Cặp phân tần này có chữ V kép đây là đường bát này, chữ T là đường tép này, in là đường vào, tụ con này màu đỏ. Đấy, cũng phân tần này các bác có thể là đi show hoặc là ráp các cái thùng loa kẹo kéo karaoke gia đình. Nhà em cung cấp rất là nhiều các cái phân tần này. Phân tần này thì ở tại cửa hàng Tùng Nguyễn Audio đều nhập của công ty mà Aule. Các cái phân tần Pro 1518, Pro 2528 hoặc là FEA như này đều nhập của công ty Aule. Ở trên thị trường có các mẫu FEA như nào thì em không biết, nhưng mà bên cửa hàng Tùng Nguyễn làm các mẫu phân tần này đều nhập của công ty Aule các bác nhé. Bác nhìn này, hình thức tép mà nó bích rất là dày. Đấy, thì hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn có review một bộ combo sản phẩm combo 40 để nắp loa kéo. Nhà Tùng Nguyễn có một loại combo bát 40 mà rẻ hơn thì chỉ có giá là 3 triệu một combo. Đấy, 3 triệu nhưng lại không có cái phễu này nhá. Nhưng cái đấy, bộ combo này có cái phễu này nữa thì mới thành 4 triệu các bác nhá. Đấy là combo 40 cũng từ 190 76 nhưng lại giá rất là rẻ. Nó có nhiều cái cấu hình khác nhau. Hoặc là kể cả các bác mua combo 5-6 triệu cũng có vì nó có nhiều cấu hình. Đấy. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác lắp loa kéo thì các bác lên lắp củ từ 190 côn 76 thôi. Còn đâu mình lắp từ 220 côn 100 thì tiếng lời của nó hơi tối. Loa kéo đa số mình hát là chính chứ không phải là mình dùng nghe nhạc là nhiều.
Đấy thì hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu quan tâm hoặc là thấy Tùng Nguyễn nói trong cái video mà đúng hợp lý thì các bác có thể là like và ủng hộ kênh, và có nhu cầu gì về thiết bị âm thanh thì có thể mua sau, hoặc là có nhu cầu luôn thì có thể đăng ký kênh để theo dõi và để chọn cho mình một sản phẩm, và để Tùng Nguyễn sẽ ship hàng cho các bác qua đường bưu điện. Và hôm nay em xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.